Xin chào mọi người nha, mình là Linh TV đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái clip tiếp theo nha. Mình sẽ làm món cua biển hấp xả ớt nha. Đấy, mình đã chuẩn bị hai con cua to này mọi người này. Cua rất to luôn này đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món cua hấp xả. Mình đã chuẩn bị cái món cua hấp xả đây, mình phải hấp bằng bia nha. Mình đã chuẩn bị 3 lon bia này. Đấy, và một bó xả này. Đây ớt đây mình cho mấy quả thôi, không nó cay ấy mọi người nhé. Đây mình chuẩn bị ban bột ngọt này. Đây là hạt tiêu nha. Vì cái cua biển này nó đã mặn rồi ấy, thì mình không thể cho bột canh vào được. Cua nó nằm ở biển mặn mà. Là mình đi lấy xong để hấp cua nhé. Mọi người ơi, giờ mình cho xả vào nồi để hấp cua nhé. Món cua biển này phải hấp bằng xả mới thơm mọi người ạ. Từ bé ra mình chưa được ăn cái món cua biển này bao giờ. Nay mình thử thưởng thức xem nào. Rồi mình đặt hai con cua ở đây nhé mọi người ơi. Đấy. Rồi mình xé xả trước. Bây giờ mình cho bột ngọt vào nhé mọi người ơi. Cho hạt tiêu này. Mình thái ớt nhé. Mọi người ơi, mình cho xả và các gia vị vào đây rồi nha. Giờ mình cho bia vào nha mọi người nha. Chắc là mình cho 2 lon thôi mọi người, cho 3 lon nó ngậm mất cua nha. Giờ mình mang đi hấp nha mọi người nha. Mọi người ơi, cái món cua hấp của mình đã chín rồi nha. Giờ mình cho ra mâm để gọi các con, các cháu ra để thưởng thức nha. Đấy, ngon lắm mọi người ạ. Mình cho xả ra trước nha. Ngon quá. Mình bỏ xong nó xuống cái nhé. Mình gọi các con các cháu vào thưởng thức nhé. Mọi người ơi, giờ mình bỏ cua ra để gọi các con các cháu vào thưởng thức nhé. Các con các cháu vào thưởng thức đi con. Đây. Nóng quá. Ơi cho con càng. Đây cho con cái càng đây. Đấy, con ăn con phải bẻ ra nhé. Vâng, bẻ nhưng mà bỏng lắm. Đây này, con bẻ ra thịt ở bên trong rồi. Đấy. Đấy. Ấy ngon không? Trứng đấy, trứng cua này. Ấy trứng cua này, đây trứng cua này. Ấy. Ấy trứng cua đấy, ngon quá. Này, con đang ăn trứng cua đây. Đấy, con đang ăn càng này cầm đấy. Ăn càng. Đây, mày ăn càng không? Càng con càng cho đủ luôn. Đây càng này. Càng mà về đi. Con bỏ ra.
quá. Nóng đấy. Đây à, đây. Bỏ không được. Đây đưa bà bỏ ra. Chả đất đây, mẹ bỏ ra. Nóng lắm. Đấy. Đây này. Ui. Đây. Mời các bạn chưa? Càng. Mời các bạn. Mời các bạn ăn nha. Đấy. Này. Đúng là càng cua còn to. Đấy, ngon không? Trông càng cua còn to to. Đây đưa bác này nhá. Đây, bỏ bạn con đây, bác cắt cho đấy. Này, này. Đấy, này, càng đây. Đưa không? Bác đặt cho. Cứng quá. Càng cứng quá phải lấy dao gõ này. Đấy. Chặt cho con nữa. Đây. Bác này ra bác đây. Cái càng con vẫn đợi được này. Đây, mẹ tím nó bỏ cho. Mẹ ơi, cắt con cái đây. Đấy nhá đây. Con bỏ bỏ nhá, bác cắt rồi rồi. Này con, đấy con bỏ bỏ ra nhá, thịt bên trong đấy. Con miếng đấy à? Đây, đấy. Đây của Mai đây. Đây của con đây, để bà cắt thịt vào cho. Đây thịt, đây thịt, đây thịt. Đấy, ngon thế. Này, cô Tạ đây. Này, ngon không à? Rồi bỏng. Ngon quá. Đây của con đây. Đấy. Ngon quá. Đấy con. Đấy, ngon không? Bà bỏ càng luôn nhé. Đây, để ăn thịt cua đây. Con mồi đây. Đây. Mẹ cắt con đấy á, con cua đây cho chồng. Ấy, cua thể nó trong nhiều không à? Ấy. Đúng rồi, con như miêu. Đây con, thể đấy. Nó kéo mới cắt được. Đấy, thể này. Ui, thịt cua ngon không này. Đây con. Đấy. Con chưa muốn nào đâu. Đây. Ôi, mọi người ơi, từ nãy giờ mình bóc cho các cháu mình chưa thưởng thức được cái miếng cua nó ngon như nào. Và mình thưởng thức miếng nhá. Ui, ngon quá. Mình mời mọi người dùng mình nhá. Ui, ngon quá mọi người à. Cho các cháu ăn, mình bóc không kể cua nó cứng. Ngon quá. Ngon. Ngon lại ngon mọi người ạ. À. Đây các con đây.
Này, này, cua đây. Ngon quá. Ê, mọi người ơi, vậy là hai con cua biển của mình đã hết rồi nha. Trước này 10 phút ấy, khoảng độ 10 phút mà đã hết hai con cua. Thật sự cua quá ngon luôn. Các cháu nào ăn mình cắt cũng không kịp vì cua nó cứng, các cháu nó không tự bóc ăn được, mình cần phải cắt hộ. Vậy là clip của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người thấy mình làm clip này hay và độc đáo ấy, cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Mình lấy động lực làm những clip tiếp theo nha. Giờ tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt.